What's going on, you guys? I'm Dustin. I'm Lee. And we are going to be talking about International Women's Day. No, not. So rather than us talking the entire video, we're going to get some opinions of people on the street and around us. Let's do it. Ngày 8 tháng 3. Đó là ngày quốc tế của phụ nữ. Ngày 8 tháng 3. À, theo tôi biết là ngày quốc tế phụ nữ. Ngày 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ. Ngày 8 tháng 3. 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ. I think yes. Dạ cũng có. Dạ anh thấy có. No, actually not. This is traditional of Vietnam. Usually men is more priority in the family than the woman. Ừ, chị thấy thì với xã hội bây giờ, hiện đại bây giờ thì thấy mọi người đều bình đẳng mà. Not really equal. The what? Man is always put on the high level than woman. Tôi nghĩ thì ở Việt Nam phụ nữ và đàn ông chưa bình đẳng. Khoảng chừng trên 50% thôi, khoảng 60% thôi. Traditionally, women hold the family together. They take care of the children, they keep the house in order. So I think as a traditional role, women do more. Tôi nghĩ rằng bây giờ thì xã hội bây giờ thì nó tiến bộ rồi thì phụ nữ và nam giới đều bình đẳng nghề nghiệp với nhau. For me as a man, I think probably I would have something special for her, like a bunch of flowers or maybe hang out sometimes and have dinner at a fancy restaurant. Em nghĩ là những cái món quà đơn giản nhưng mà đặc biệt là những cái tình cảm. Có thể là chở nhau đi ăn uống gì đó hoặc là đi xem phim. Bản thân tôi thì khỏi làm gì. Chỉ là quan trọng là trong quá trình sống hạnh phúc là được rồi. Be a woman on a woman day. They need to clean the house, do the woman stuff, to respect the woman, respect their mom, respect their wife, respect the girlfriend, respect every woman in the world. Em cũng là người có chồng á, cho em có gia đình á, cho nên em cũng muốn chồng em nó có dành một ít thời gian riêng cho em, cũng như người đi ăn đi uống hay là tặng cho em một bó hoa gì cũng được. Thì coi như nếu cái ngày kỷ niệm của phụ nữ thì mình cũng có món quà nào của người nữ ta thích á, mình tặng cho ta nó có ý nghĩa. From my personal perspective, I would take my girl to the restaurant and then just like enjoy a romantic dinner with her and then give her a gift or sing her a song. I think it's more of an everyday thing. It shouldn't be, I like how there's a day to celebrate it, but then I feel it's an everyday scenario though to give the support and treat each other with respect more so. Doesn't necessarily mean you need flowers or something, you know, like Valentine's Day or something. I don't know. Có thể là một lời hỏi thăm quan tâm hoặc là dẫn đi cái nơi mà người đang thích. Còn chị là người có gia đình con cái thì chị muốn là ông xã về thì cũng giống như là về chung với gia đình rồi hoa hay là cái gì đó đi ăn uống cùng với con cái luôn để cho con cái cùng nhau biết cái đó là cái ngày của phụ nữ rồi ngày đó mẹ được trân trọng này kia được tặng quà yêu thương vậy đó. Cũng có nha, vì phụ nữ có mình đàn ông mình cũng phải có. Like I'm very much about that you know part of the emancipation process is for men to also have days like that actually. So yeah, why not? Yes, I agree. We should have a men's day because we have many days for the woman. So I think one day for the men is not a big deal, right? No, it's because every single day is the men's day. That's the reason why we need woman day in Vietnam. Tôi nghĩ là nên á, cũng nên á. Nên tổ chức một ngày cho đàn ông, đã gọi là bình đẳng mà. Để cho họ thấy được họ cũng có một cái ngày kỷ niệm của họ, mình cũng vậy. Thì lúc đó trong mối quan hệ gia đình thì nó sẽ tốt hơn. Anh nghĩ không cần thiết, cái đó là cái tự sướng thôi, cái vui thôi. Thật sự ra là đàn ông có quá nhiều ngày rồi. Đang ở xã hội hiện đại như vậy thì chị nghĩ là cũng có một cái ngày gì đó để tôn vinh đi, để cho nó công bằng với là vui vẻ, với lại cũng là tạo một cái niềm vui cho cái người yêu thương của mình.